Xin kính chào quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ hai, ngày 5 tháng 2 năm 2024, thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua lệnh giới thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận. Cho quý bà con, quý anh chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý cô bác anh chị các bạn, thì tình hình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây và khu vực Bình Thuận thì giá tiếp tục đang có chiều hướng đang ổn định ở mức cao nhé bà con. Đây thực sự là một tín hiệu rất là vui cho bà con mình. Thanh long ruột đỏ hiện nay lượng 1 giao động ở mức từ 32 đến 33 ngàn, lượng 2 giao động ở mức từ 28 ngàn, lượng 3 giao động ở mức từ 23 ngàn. Lỗ 3, lỗ 4 thì giao động ở mức từ 18.000. Thanh long ruột đỏ hiện nay ở khu vực miền Tây thì hàng giạt giao động ở mức từ 9.000 đến 10.000 đồng ký. Tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột trắng. Thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền Tây, thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng đẹp giao động ở mức từ 19.000 đến 21.000. Hàng sàn giao động ở mức từ 17.000 đến 19.000. Thanh long ruột trắng ở khu vực miền Tây thì hàng giạt dao động ở mức từ 8.000 đến 9.000. Thanh long ruột đỏ hiện nay thì bò đẹp dao động ở mức từ 18.000, 19.000, 20.000, bò sàn thì 16.000, 17.000, 18.000. Hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thuận thì cũng dao động ở mức từ 8.000 đến 9.000 đồng ký. Tùy theo từng nơi. Tiếp theo là tình hình giá thanh long ruột đỏ. Thanh long ruột đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận thì cũng đang tiếp tục đang duy trì ổn định ở mức cao. Thanh long ruột đỏ ở khu vực Bình Thuận hiện nay thì lợi 1 giao động ở mức từ 29-30, lợi 2 giao động ở mức từ 25.000, còn lợi 3 là 20.000. Thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực Bình Thuận thì hàng giạt giao động ở mức từ 9.000 đến 10.000 đồng ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin chúc bà con, quý bác, anh chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại tất cả quý bà con trong những clip.